bạn đang theo dõi Khương Thạch. Đầu tiên thì bạn cho mình xin like và đăng ký kênh. Hôm nay em có được sáu viên tinh thể thạch anh trắng yêu linh xanh để muốn giao lưu với cả mọi người nhá. Đấy, rồi em sẽ giới thiệu sơ qua cho chị cùng xem. Trước mặt các bạn đang thấy em cầm trên tay là 6 viên tinh thể thạch anh trắng có yêu linh xanh, cực đẹp luôn, hàng còn nguyên tự nhiên, chưa qua xử lý nha mọi người nhá. Chưa qua xử lý, cực đẹp luôn. Đấy, nó chóp có cả yêu linh xanh. Để em sẽ soi đèn cho chị cũng xem nhá. Đó, yêu linh xanh, rêu xanh, cực đẹp luôn. Đó, gồm khuyên nhỏ. Đấy, giờ em zoom cho chị xem gần nó rõ hơn nhá. Đó, đấy, chị có thể nhìn thấy hàng còn tự nhiên luôn. Đấy, còn nguyên sinh, nguyên zin, vừa mới đào lên. Đấy, lên sơ đồ cùng tất cả các bạn luôn. Đấy, cái này thì ít yêu linh hơn. Đấy, viên này là viên to nhá các bạn nhá. Đấy, viên to đấy, có nhiều yêu linh xanh ở đây. Biến thể viên này thì nó biến thể cực đẹp luôn, to. Đấy, viên này viên to nhất. Đấy, có cả yêu linh xanh luôn. Đấy, cùng có 6 viên. Đấy, viên nhỏ. Chị em là quan tâm những tinh thể thạch anh biên thể yêu linh xanh thì cái bạn có số Zalo 0903 561015 nha mùi nhá. Đấy, hàng vừa mới đào lên, chưa qua xử lý hay là hóa chất gì hết. Đấy, hàng còn tự nhiên luôn. Đấy, chị có thể nhìn thấy yêu linh xanh. Đấy, mình nhìn ban ngày nó rõ hơn vì đây là gần tối rồi nhá mọi người nhá. Đó, đấy, quả đã đẹp luôn. Tự nhiên mặt nguyên thô. Cái này vì nó biến thể đẹp luôn, thì to. Đấy, anh chị em nào kết thì kết bạn, quyền trực tiếp có số điện thoại 0903 561015, số điện thoại có số Zalo để dưới góc màn hình nha mọi người nhá. 6 viên tinh thể anh yêu linh xanh, anh trắng yêu linh xanh và biến thể nha mọi người nhá. Đó, 6 viên để chị em sưu tầm. Máy không bắt nét lắm nhưng mà mình nhé. Thường tối hay mở tí. Rồi ok, giờ em sẽ dừng clip ở đây. Anh chị nào thấy hay thì chia sẻ cho em xin một like, một đăng ký kênh và bấm chuông phía trên mình tay trái như mình nhé, tay phải như mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần sau.